Cây nguyệt quế thân xoắn, vòng gốc khoảng 70 cm. Cây nguyệt quế thân xoắn thả tàn, vòng gốc 65 cm. Cây nguyệt quế bị gió bật gốc, rễ nơm lên trên mặt đất. Khoảng 40% những cây nguyệt quế trong vườn này có thân xoắn lại như sợi dây. Đây có thể là con cháu của cây đang nằm ở Ủy ban nhân dân huyện Cà Lậy.